trắng hoa nở, chẳng biết đến bao giờ thì hương sắc sẽ phai tàn đi. Người đến người đi như gió mây về đâu, chuyện xưa đó anh chẳng còn thấu. Đến hôm nay còn đây là tim đã hao gầy, tổn thương trong lòng năm tháng ấy. Hồi ức sao còn dày vò nơi mãi tâm can, cuộc tình tan đi sao không lý do. Biển người nhân gian đấy mà người thương sao không thấy, còn vương vấn nơi này hình dung xưa vẫn mãi đây. Người bỏ quên tình nhân hay dòng đời chia ngã đôi đường, gom hết dòng lệ theo từng giọt mưa tuôn. Biển người nhân gian đấy mà người thương sao không thấy, đường xưa vẫn đây mà tình nhân không thấy ghé qua. Trời phủ cơn mong say cho tình ta chia cách thế này. Biển người đông nhưng bóng dáng em nơi còn đây là tim đã hao gầy, tổn thương trong lòng năm tháng ấy. Hồi ức sao còn dày vò nơi mãi tâm can, cuộc tình tan đi sao không lý do. Biển người nhân gian đấy mà người thương sao không thấy, còn vương vấn nơi này hình dung xưa vẫn mãi đây. Thank you. Quên tình nhân hay dòng đời chia ngã đôi đường, gom hết dòng lệ theo từng giọt mưa tuôn. Biển người nhân gian đấy mà người thương sao không thấy, đường xưa vẫn đây mà ghé qua. Trời phủ cơn mong say cho tình ta chia cách thế này. Biển người đông nhưng bóng dáng em nơi nào. Na 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 na. Gom hết dòng lệ theo từng giọt mưa tuôn. Trời phủ cơn mong say cho tình ta chia cách thế này. Biển người đông nhưng bóng dáng em nơi nào. Biển người đông nhưng bóng dáng em nơi nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Lời nói đầu tiên xin phép cho Đăng Trường được gửi tới tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin phép cho Đăng Trường được gửi lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn rất nhiều.
sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nóng cháy, vẫn yêu em như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm cứ mong chờ tim hững hờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mà thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Mặc thời gian em vẫn yêu anh mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình dìu nhau qua bao đường đầy gian khó. Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lành giá. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi yên lành, khi cuồng phong. Nhiều lúc trời đang nắng, bỗng đổ mưa. Dù ngày nắng hay ngày mưa, anh vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi, anh vẫn yêu em mãi mà thôi. Nữ ca sĩ Thanh Thảo. Thank you. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Mặc thời gian em vẫn yêu anh mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình dìu nhau qua bao đường đầy gian khó. Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lành giá. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi yên lành, khi cuồng phong. Nhiều lúc trời đang nắng, bỗng đổ mưa. Dù ngày nắng hay ngày mưa, anh vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi, anh vẫn yêu em mãi mà thôi. Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi. Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ. Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Xin cảm ơn Thanh Thảo rất nhiều. Quý vị có biết không, cái bài hát mà Đăng Trường vừa hát xong với Thanh Thảo là ca khúc đã mang tên là Yêu Mãi Ngàn Năm, mà bây giờ Đăng Trường đặt tên là Hát Hoài Ngàn Năm. T-
Tại vì lúc nào live show nào, mấy cái live show của Thanh Thảo rồi Đan Trường đều hát bài hát này. Phải nói rằng là Thanh Thảo không chịu đổi bài, không biết sao nữa. Có lẽ là được mọi người yêu mến bài hát này nhiều quá. Để nói về ca khúc trước của ca khúc Yêu Mãi Ngàn Năm thì đáng lẽ Đan Trường hát một ca khúc quen thuộc, nhưng mà Đan Trường lại muốn giới thiệu một ca khúc mới, đó là bài hát được mang tên là Biển Người Nhân Gian, mà khi mà Đan Trường xuất hiện đã hát bài hát này. Vì đây là một ca khúc mà Đan Trường đã đầu tư lớn nhất trong năm nay, đó là món quà rất là đặc biệt mà Đan Trường đã dành tặng cho khán giả thân yêu của Đan Trường. Đó là cái MV phim ca nhạc được mang tên là Mưa Trên Cuộc Tình. Đan Trường đã mời khoảng vài diễn viên tham gia, giống như trong đó có Huỳnh Lập, có Ngô Kiến Huy và nữ danh hài Việt Hương, để nói về câu chuyện Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Và đặc biệt nhất là phải bay sang tới Phượng Hoàng Cổ Trấn ở bên Trung Quốc để mà quay một cái sản phẩm rất là lớn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Đan Trường cái sản phẩm này nha quý vị nha. Và xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Phải nói là Đan Trường đã gắn bó với Thanh Thảo từ lúc ngày đầu tiên, khi mà Đan Trường chỉ là khán giả xem Thanh Thảo hát thôi, hơn 22 năm rồi thưa quý vị. Phải nói là rất là hạnh phúc khi mà tham gia một live show đặc biệt nhất của Thanh Thảo tại Hoa Kỳ. Xin chúc cho live show Thanh Thảo được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị.
Nàng ơi hãy biết rằng anh đã yêu từ lâu.
đèn với lại cần các cái cánh tay quý vị dữ lắm ạ. Vỗ tay lên hoặc là bật đèn cho em nhìn thấy cho đẹp nha. Dạ ai có điện thoại mở hết lên giùm em đi. Đúng rồi, vậy cho đẹp. Mở hết luôn nha. Ai khóc nơi đầu này. Ngày mai tôi sẽ cố quên người.
Bài này là bài đinh mà, cho nên là cho em hòa với lại khán giả chút xíu. Rải cái rê nha. Cả nhà hát cho em đoạn điệp khúc đó đi. Được không ạ? Được nha. Rải cái rê ha. Cả nhà hát theo em nha. 2, 3. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Cho quên đi, hãy phân tâm ngày sau. Vì một người như thế, chuyện thương tình như thế sao ta lại buồn phiền. Vì một người như thế sao nước mắt cứ tuôn rơi. Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta, mau yêu mau quên như bong bóng bay. Từ sâu trong đôi mắt này, anh ở hứng không như bao ngày. Chẳng nơi chốn đời để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao đây. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh. Sở trường của Thanh Thảo là kích động. Kích động cho bứt tóc móc mắt để cho quý vị sung lên. Cho nên là chỉ cần quý vị sung là em thành công. Và anh Stephen Mai anh mời em show rất là nhiều, cũng tại vì là em kích động được quý vị. Đó, anh ngồi đây nè quý vị. Dạ. Thành ra là quý vị cứ kích động nhiều lên đi, để cho anh mời show em nhiều nhiều chút xíu. Dạ, anh này đây. Thưa quý vị, bây giờ quý vị thích nghe quậy nữa không hay là trữ tình ạ? Dạ. Quậy nữa hả? Thôi cho em hát bolero đi. Được không? Được không ạ? Bolero mà em hát nhạc Trường Vũ. Trường Vũ nhưng em hát theo kiểu vũ trường. Bản nhạc, chơi luôn đi. Bây giờ nhạc bolero mà em hát theo kiểu của em nha. Không có giống ai hết á, không ai giống em. Vỗ
thật nhiều. Mà ơn từng đó trả lại bao nhiêu. Đời anh là cá muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay. Làm sao chung đường chung bước. Thôi anh đừng nhắc tên tôi làm gì. Đời người không biết hay tìm quên đi. Từ khi anh nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì. Ngoài trời đổ rằng anh đã sai thật nhiều. Cao Thái Sơn, cho ta muôn bằng chân được em rồi đây. Ở phương trời xa ấy, còn yêu anh như lúc xưa. Còn yêu anh như lúc xưa, hỏi khôn quá hả? Còn yêu anh như lúc. Hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống mất thay hoa sai. Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi. Và anh yêu ai biết không? Em nhớ anh nhiều. Mời tất cả quý vị đến.
làm em phải khóc, đã cho em với biết bao nỗi buồn. Nước mắt em nhiều lần vì anh rơi xuống, mà vô tâm anh nào có biết đâu. Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa, rồi cứ thế đánh mất dần tình yêu. Đã để lại trong anh những vết thương, anh sai rồi. Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa, chẳng ai mong anh ngóng anh trở về. Đến lúc này chẳng nhận ra em ý nghĩa, và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Giờ hơi tiếc tôi trách anh sai rồi, giờ hơi tiếc có trách em cũng xa thật rồi. Vì vô tâm nên anh đã mất em, chỉ còn riêng anh trên thế. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Lời xin lỗi chẳng đã muộn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống bỗng thay quá dài. Thứ tha anh người ơi, người ngàn lời xin lỗi. Và em chẳng còn em bên anh nữa, chẳng ai mong anh ngóng anh trở về. Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa, và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Giờ hơi tiếc cứ trách anh sai rồi, giờ hơi tiếc có trách em cũng xa thật rồi. Vì vô tâm nên anh đã mất em, chỉ còn riêng anh trên thế gian. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Lời xin lỗi chẳng đã muộn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống bỗng thay quá dài. Cứ tha anh người ơi, người ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ai biết không, anh nhớ một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Lời xin lỗi trước đã muôn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống bỗng thay quá dài. Thứ tha anh người ơi, người ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ai biết không, anh nhớ anh người ơi, người ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ai biết không, anh nhớ em nhiều. Thank you. Thank you quý vị. Lời đầu tiên cho phép Carlos Sơn xin gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, trong số những hot boy mà Thanh Thảo mời trong live show ngày hôm nay thì Cao Thế Sơn là một ẩn số mới tinh, đúng không ạ? Chưa bao giờ có cặp đôi mà Cao Thế Sơn, Thanh Thảo trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên, cho nên là ca khúc Anh Sai Rồi vừa rồi cũng là một ca khúc mà lần đầu tiên mà hai người song ca với nhau. Vậy mà nhận được sự hưởng ứng của quý vị như vậy thì rất là vui, và hy vọng rằng là trong những cái show sắp tới, Thanh Thảo sẽ tiếp tục mời chàng hot boy Cao Thế Sơn. Chị Thảo, vâng ạ. À, quý vị biết không ạ, có một bí bất này Sơn muốn chia sẻ với quý vị. Là lúc Sơn còn học trung học ấy, thì lúc đấy chị Thanh Thảo đã nổi tiếng và là một ngôi sao rồi. Và lúc đó thì Sơn rất yêu thích chị Thanh Thảo. Nghe và đến thấy ngày hôm già, nay dễ sợ. Có lẽ là một cơ duyên cũng như là một cơ hội rất là hạnh phúc. Vì Sơn đứng trên sân khấu này được hát với chị Thanh Thảo trong live show 25 năm. Và Sơn xin cảm ơn chị rất nhiều, đã đặt niềm tin nơi em. Và quá tin chứ, vừa hát hay mà vừa đẹp trai mà quậy tốt nữa, đúng không quý vị? Và bây giờ xin một tràng vỗ tay nữa cho phần tiếp theo của Cao Thái Sơn. Thank you em. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc Bình Yên Nhé. Thank you.
Chiều nay trên phố mưa bay, có một người tiện đưa một người, nhìn nhau biết nói chi đây, hai hàng mi chưa trang lệ đây. Hàng cây như cũng là sao, mưa nhẹ tóc em ngọt ngào, bàn tay không muốn buông lơi, ôm chặt anh nhé em người ơi. Đoạn đường thật ngắn em ơi, anh muốn ôm em thêm lần cuối, và rồi em sẽ ra đi, mình anh cô đơn lẻ loi. Một nụ hôn cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có, đừng quên anh nhé em ơi, vui chơi xa. Vỗ tay thật lớn tất cả quý vị cho sân nhà đó không ạ? Chiều nay trên phố mưa bay, có một người tiện đưa một người, nhìn nhau biết nói chi đây, hay hàng mi chưa chan lệ đây. Hàng cây như cũng là sao, mướt nhẹ tóc em ngọt ngào, bàn tay không muốn buông lơi, ôm chặt anh nhé em người. Và rồi em sẽ ra đi, mình anh cô đơn lẻ loi. Một nụ hôn cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có, đừng quên anh nhé em ơi. Vui chơi xa em bình yên nhé, vui chơi xa. Quý vị hát cùng với chơi này bạn. Trời xa, em bình yên, em bình yên nhé. Woo, come on. Xin mời quý vị hát cùng với chơi này. Trên phố mưa bay, có một người tiện đưa một người, nhìn nhau biết nói chi đây, hai hàng mi chưa chan lệ đây. Hàng cây như cũng là sao, mướt nhẹ tóc em ngọt ngào, bàn tay không muốn buông lơi, ôm chặt anh nhé em người ơi. Và rồi em sẽ ra đi, mình anh cô đơn lẻ loi. Một nụ hôn cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có, đừng quên anh nhé em ơi, vì trời xa em bình yên nhé. Đoạn đường thật ngắn em ơi, anh muốn ôm em thêm lần cuối, và rồi em sẽ. Hãy subscribe.
cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin chúc cho live show của ca sĩ Thanh Thảo ngày hôm nay thật thành công rực rỡ. Xin cảm ơn và xin một tràng pháo tay một lần nữa được không ạ? Có đôi lúc anh muốn em tìm thấy ai đi bên cạnh, sẽ là người thật lòng yêu em thay anh chăm sóc. Cũng có lúc anh muốn em phải cô đơn và nhớ đến anh, không một ai được chạm vào em như anh đã từng. Một cuộc tình đậm sâu trôi qua đã khiến anh mỏi mệt, khiến anh quá đớn đau rồi vô cảm. Vẫn cần một vòng tay mà can đảm đã như không còn, chính anh cũng chẳng biết phải thế nào. Cảm giác không em, trái tim này đến thơ cũng đau. Thật tàn nhẫn khi anh không thể bên em mà hình bóng luôn ghi trong lòng. Hãy chỉ cho anh cánh yêu mà không phải tổn thương, dạy cho anh tìm được cảm giác với một người khác. Thank you so much. Em tìm thấy ai đi bên cạnh, sẽ là người thật lòng yêu em thay anh chăm sóc. Cũng có lúc anh muốn em phải cô đơn và nhớ đến anh, không một ai được chạm vào em như anh đã từng. Một cuộc tình đẫm sâu trôi qua đã khiến anh mỏi mệt, khiến anh quá đớn đau rồi vô cảm. Vẫn cần một vòng tay mà can đảm đã như không còn, chính anh cũng chẳng biết phải thế nào. Cảm giác không em, trái tim này đến thơ cũ đau. Thật tàn nhẫn khi anh không thể bên em mà anh bóng luôn ghi trong lòng. Hãy chỉ cho anh cách yêu mà không phải tổn thương, dạy cho anh tìm được cảm giác với một người khác. Cảm giác không em, trái tim này đến thơ cũng đau. Thật tàn nhẫn khi cho anh tìm được cảm giác với một người khác. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Xin cảm ơn những bó hoa thật đẹp. Thank you, honey. Hôm nay Vũ rất hân hạnh khi có mặt trong live show của Thanh Thảo. Quý vị vừa mới thưởng thức ca khúc Cảm giác với một người khác nằm ở trong cái album 14 năm chính thác của Vũ và anh Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà sau đây, đáng lẽ Vũ và Thảo sẽ hát một bài mới. Nhưng mà nghĩ lại hôm nay quý vị muốn quý vị hát chung với Thảo và Vũ, cho nên là đã chọn một bài rất quen thuộc. Hy vọng là quý vị sẽ hát chung nhé. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc sau đây. Thank you so much. Hôm nay được nhiều hoa quá ta.
Quý vị có thích cái áo của Vũ không ạ? Chuyện tình tan nơi xa đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình yêu ta qua bao khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta bỗng xa vời. Vì cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, rồi rồi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh anh hơi ấm của em, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh anh những phút thần tiên, mà vì đâu nay tan ra thành khói ngang trời. Xong thấy vỗ tay dễ ta ơi. Chuyện tình tan nơi xa đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình yêu ta qua bao khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, rồi rồi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh anh hơi ấm của em, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh anh những phút thần tiên, mà vì đâu nay tan ra thành khói ngang trời. Yeah. Quý vị có thể giơ tay lên như thế này được không? Hey. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, soi dài ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh anh hơi ấm của em, mà vì đâu em yêu vội sớm chia liệt. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh anh những phút thần tiên, mà vì đâu nay tan ra thành khói ngang trời. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, soi dài ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh anh hơi ấm của em, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh anh những phút thần tiên, mà vì đâu nay tan ra thành khói ngang trời. Mà vì đâu nay tan ra thành khói. Cùng hát câu cuối được không ạ? Ngang trời, ngang trời. Thanh Thảo chính là người yêu không bao giờ cưới của Vũ. Vũ luôn luôn muốn nhìn thấy Thảo được hạnh phúc, luôn luôn muốn thấy Thảo được thăng hoa trên sân khấu như thế này. Cho nên 25 năm nữa, 35 năm nữa, 45 năm nữa, bất kỳ lúc nào Thảo cần tới Tin, Tin sẽ ở cạnh bên Thảo.
Wow. Xin được cảm ơn bạn Tin của Thảo rất là nhiều. I love you Tin. Cho em hốt hoa của em vô nhé. Dạ. Cảm ơn những người bạn của Thảo. Cảm ơn những tình thân đã bên cạnh Thảo. Ngày hôm nay Thanh Thảo có được show diễn này, một show diễn kỷ niệm 25 năm ca hát. Thanh Thảo phải nói lời tri ân rất lớn đến tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong đêm diễn ngày hôm nay. Quý vị mang lại cho Thanh Thảo rất là nhiều hạnh phúc, nhiều sự động viên, nhiều tinh thần. Và bên cạnh đó, những ngày mà để chuẩn bị cho cái show diễn này của Thanh Thảo, Thanh Thảo thấy từng giọt mồ hôi trên trán của đạo diễn Trần Vi Mỹ, hay là những sự xuất hiện rất là bất ngờ nhưng mà mang lại cho Thanh Thảo nhiều hạnh phúc của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Hai anh đã làm cho Thanh Thảo thăng hoa hơn trên sân khấu. Và đêm hôm qua tới 2 giờ sáng rồi mà nhìn thấy đạo diễn Trần Vi Mỹ và Trần Nhật Minh vẫn còn cặm cụi làm những khâu chuẩn bị cho đêm diễn ngày hôm nay. Bên cạnh đó là cả ekip của Việt Anh Premiere. Anh Việt Anh cũng thức đêm thức hôm với Thảo để mà chuẩn bị cho Thảo về âm thanh, ánh sáng, màn hình, đủ thứ để mà chuẩn bị cho một cái show diễn đầy áp lực. Nhưng mà đến ngày hôm nay, tới giờ này rồi thì em cảm thấy không còn một áp lực nào nữa hết á. Mọi thứ đã trôi qua. Và nếu mà Thanh Thảo phải liệt kê ra đây từng người mà Thanh Thảo cảm ơn thì không biết là Thanh Thảo sẽ cảm ơn bao giờ cho đủ nữa. Và em chỉ sợ rằng là khi em nói từng tên mà trong lúc đang bối rối em mà quên một người nào đó đó thì sẽ thật sự rất là mang tội và rất là hối hận. Thành ra là cho em nhớ tới đâu em nói tới đó. Em xin được dành một tràng pháo tay để cảm ơn ban nhạc để hết like. Em còn nhớ mãi cái câu mà anh tích ở trong ban nhạc, anh nói chứ Thảo ơi, sao em không kiếm đại ban nhạc nào ở ngay gần gần em đi cho đỡ tốn kém. Tụi anh bay từ Toronto qua, từ Canada qua, tốn tiền quá Thảo ơi. Thôi vậy thôi, quyết định vậy đi. Anh sẽ dùng tấm lòng và nói các anh em hỗ trợ em hết mức. Vì là biết rằng là khi phải bay từ xa tới thì sẽ không có tiện như là ban nhạc ngay tại Cali. Mà các anh đã giúp em những cái câu nói đó em nhớ hoài, không bao giờ quên đâu. Em xin được cảm ơn ba MC, anh Nguyễn Hoàng Dũng. Anh lặn lội với em, không phải chỉ hôm nay đâu mà nhiều lắm rồi, nhiều ngày nay lắm rồi. Tối đến nhiều khi Thanh Thảo đi đâu chơi về đêm, không biết em không biết lái xe. Em chỉ lái từ nhà ra chợ thôi. Chứ em không biết lái freeway mà cũng không lái được ban đêm nữa. Thành ra mỗi lần em đi chơi về mà em không có ai đón, em nói alo anh Dũng đang ở đâu vậy anh? Anh đến anh đón em. Thành ra là anh Nguyễn Hoàng Dũng là một cái người bạn, một người anh rất là thân với Thanh Thảo. Anh cùng với Quỳnh Giang bay từ Việt Nam sang đây không chỉ là giúp Thanh Thảo trong show mà giúp Thanh Thảo trong cuộc sống rất nhiều. Cảm ơn Lý Khánh Quỳnh, còn các hot boy của em và đặc biệt là nghệ sĩ Bảo Quốc hay là anh Hoài Phương, thì tất cả mọi người em cảm ơn mãi rồi, cảm ơn hoài trên Facebook, trong tin nhắn rồi đủ thứ hết á. Ngày nào em cũng cảm ơn, ngày nào em cũng nịnh mấy ảnh hết trơn á. Tại em nịnh mới có ngày hôm nay đó quý vị. Và thưa quý vị là Minh Lộc, Vivian, Thủy Anh hay là còn rất là nhiều những bạn nữa như Quang Trí, như mọi người ở trong cánh gà. Em chỉ sợ bây giờ em mà liệt kê ra em sẽ quên đó. Em quên tên ai đó thì ai đó sẽ buồn em. Cho nên thôi cho phép em đừng có liệt kê mà em dùng một lời thôi. Đó là xin được tri ân, xin được cảm tạ và xin được nhớ trong lòng Thanh Thảo tất cả những gì mà mọi người đã dành cho Thanh Thảo ngày hôm nay. Và trong cuộc sống thì không ít những lần mà mình gặp phải những sai lầm, hay là có những lần mà mình không có vượt qua chính cái bản ngã của bản thân mình. Nhưng mà may mắn là bên cạnh em lúc nào cũng có nhiều người tốt, nhiều người thương yêu, giang vòng tay để mà nâng đỡ em, bảo vệ em, che chở em. Vì vậy mỗi khi em gặp khó khăn, hầu như em đều vượt qua. Và trong cuộc sống không có một áp lực nào có thể làm cho Thanh Thảo bỏ cuộc. Và 25 năm nữa, nếu quý vị còn vỗ tay, còn yêu thương, em sẽ vẫn còn hát. Xin mời quý vị đến tiếp với ca khúc sau đây.
tình mình như giấc mơ, ba phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, em và anh sẽ mãi mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với ai bên giấc mơ gia đình vang tiếng cười. Rồi thật buồn em mới hay, anh cùng ai nay trăm năm tình muốn kia. Anh cùng ai nay trăm năm chẳng đổi thay. Thọ rằng ngày xưa không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em đâu vì yêu đôi mắt cay một chuyện tình. Thơ ngây hồn nhiên với ái ân đầu môi, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng, quên đi thật mau cô gái anh đã từng yêu. Cô đơn con đường dài em bước. Gia đình vang tiếng cười. Rồi thật buồn em mới hay, anh cùng ai nay trăm năm tình muốn kia. Anh cùng ai nay trăm năm chẳng đổi thay. Thà rằng ngày xưa không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em đâu vì yêu đôi mắt cay một chuyện tình. Thơ ngây hồn nhiên với ái ân đầu môi, mới biết em là người thứ ba. Một chuyện tình thơ ngây hồn nhiên với ái ân đầu môi, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng, quên đi thật mau cô gái anh đã từng yêu. Cô đơn con đường dài em bước. Quên đi thật mau cô gái anh đã từng yêu. Cô đơn con đường dài em bước. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho ngồi thăm một chút xíu. Dạ. Thưa quý vị, Thanh Thảo vừa trình bày nhạc phẩm Người Thứ Ba, sáng tác của Minh Vi. Dạ. Người Thứ Ba thì nhiều chuyện lắm. Hồi nãy chúng tôi ngồi trong phòng chờ đó, thì ca sĩ Leon Vũ cũng kể một câu chuyện về Người Thứ Ba. Cô bảo là buổi tối thì cô con gái gọi cho mẹ bảo: má má, chồng con nó đòi ly dị con. Bà già hỏi là: chuyện gì vậy con? Tối nằm trên giường con kể chuyện hài mà chồng con không cười. Vậy mà nó đòi ly dị mày hả? Dạ chồng con không cười, nhưng cái thằng trốn trong tủ quần áo nó cười. Nói về quần áo thì hôm nay Thanh Thảo thay bao nhiêu bộ đồ đây ạ? Em cũng chưa có đếm nữa. Quý vị nãy giờ có ai đếm giùm em là em có thay bao nhiêu bộ đồ không ạ? Mà tiếp tục em vẫn còn thay nữa đó chứ chưa hết đâu ạ. Quý vị ơi, đồ đẹp không? Dạ, xin cảm ơn nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, Jolie Bully rất là nhiều. Em đã chuẩn bị trang phục cho Thanh Thảo trước đây cả tháng á, để mà Thanh Thảo gửi từng cái bộ này cho các anh, để cho các anh có thể chuẩn bị đồ cho Thanh Thảo, với lại hợp hơn với Thanh Thảo nữa. Cái chương trình này không phải chỉ có chuẩn bị đồ đạc một tháng mà rất là nhiều tháng đúng không ạ? Dạ. Quý vị có thấy tổ chức một cái chương trình live show kỷ niệm 25 năm ca hát của Thanh Thảo nó có vĩ đại không ạ? Dạ, em không dám dùng từ vĩ đại, nhưng mà chỉ mong rằng là quý vị có hài lòng không ạ? Quý vị có hài lòng với những gì mà em thể hiện trên show diễn từ nãy đến giờ không ạ? Sao nó nhỏ quá vậy? Cảm ơn. Tiếp thêm tinh thần cho em là tại vì chương trình mới đi có một nửa thôi.
còn tới một nửa nữa đó, cho nên là làm sao cho em có sức được không? Cảm ơn quý vị Thảo rất nhiều. 25 năm, sau 25 năm, sau 73 cái albums, 25 live shows, thì Thảo có những cái kỷ niệm gì về những cái live show trong 25 năm qua? Thưa quý vị, là để mà có được 73 cái album trong 25 năm và 25 cái live show này là thứ 25, thì thực sự ra là em nỗ lực rất là nhiều và phải được yêu thương lắm, được hỗ trợ dữ lắm em mới tổ chức nhiều vậy đó chứ. Và thưa quý vị, là tổ chức cái show này ngoài trừ mọi người mệt thì có một người mà em thấy là ốm luôn á. Hôm nay mà quý vị nào quen biết mà nhìn thấy ảnh chắc ảnh ốm nhom nhách luôn, mà tinh thần rất là căng thẳng, là tại lần đầu tiên ảnh đã dùng hết tình yêu của ảnh để tổ chức cái show này cho Thảo. Thành ra là anh Tom, where are you? Tom, where are you? Tom may be in the back. Yeah. Có một cái show thôi mà em thấy ảnh xuống ký luôn, sơ sát bơ phờ. Tom, come on out. Ủa? Ảnh mắc cỡ lắm, anh không có dám đâu. Thưa quý vị là... cái này không có trong kịch bản. Bây giờ chúng tôi là người thứ ba rồi, chắc phải lùi lại một tí. Thôi hay là bây giờ Thảo giới thiệu cái clip video kế tiếp để hai anh em chúng tôi nắm tay nhau được rồi. Gì kỳ vậy? Cảm ơn Tom và thank you your family Tom. Tại vì là gia đình đã giúp đỡ nhiều lắm trong cái việc thực hiện cái show diễn này. Cảm ơn Mom. Thank you. Khi thời gian như đứng yên lại, quá đêm dài, ôi chiếc hôn đầu, giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, đắm say vị ngọt đôi môi. Tình yêu qua đi, để lại trong mỗi chúng ta là những kỷ niệm thật đẹp, những cung bậc cảm xúc khó thể nào quên được, để rồi chúng ta gọi nhau là tri kỷ. Tri kỷ cũng như một thứ tình cảm ấm áp không lời, một thứ đồng hành giản dị nhưng quý báu vô ngần, là những thấu hiểu, thân thiết và đồng điệu. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói, cũng không cần che đậy, không cần giải thích, mà vẫn tự cảm nhận như một ý thơ. Tri kỷ là cùng nhau đồng hành trong tâm hồn và có cùng tiếng nói từ trái tim. Chỉ một người.
thầm luôn muốn nghiên cứu, vẫn yêu một mình anh thôi. Quang Dũng, trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối. Một trời hoa vương lung linh tỏa sáng, muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một. Ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm bên ngày ngon đắm say đi ngọt đôi môi, cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cùng chỉ một lời, dù bao chiều trầm luôn muốn nhìn kia vẫn yêu một mình em. Dù phải chiều trầm luôn muốn nhìn kia, vẫn yêu một mình anh thôi, vẫn yêu một mình anh thôi, vẫn yêu một mình anh thôi. Cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm ơn, xin quý vị rất nhiều. Ngay sau đây, Thân Thảo cùng với Quang Dũng giới thiệu đến quý vị một bài hát. Đây là một ca khúc mà trước đây quý vị đã dành nhiều sự yêu mến về bài hát này. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ. Và trước đây, bài hát mang một cái phiên bản là đơn ca. Nhưng mà đây lần đầu tiên một phiên bản mới về bài hát này với phần song ca. Xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ được mang tên Mãi Yêu Người Thôi. Rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng, vẫn âm thầm từng ngày dối trá mối tình anh. Rồi em ra đi thật xa để mình anh bơ vơ ở lại. Tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là tờ giấy. Tôi cũng đành tìm về quá khứ, buồn vui trong kỷ niệm. Tôi cũng
cũng đành tìm về chốn cũ quên ngày mai. Ngày xưa em như dòng sông lững lờ trôi bên anh một dòng, giờ đây em như gió mây cuốn trôi về đâu. Suốt muôn đời vô mãi yêu người tôi. Người ơi hãy quay về đi, dù em dối gian thật nhiều. Lòng anh suốt muôn đời vô mãi yêu người tôi. Rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng, vẫn âm thầm từng ngày dối trá mối tình anh. Giờ em ra đi thật xa để mình anh bơ vơ ở lại. Tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là tờ giấy. Cũng đành tìm về quá khứ buồn vui trong kỷ niệm. Thôi cũng đành tìm về chốn cũ quên ngày mai. Ngày xưa em như dòng sông lững lờ trôi bên anh một dòng, giờ đây em như gió mây cuốn trôi về đâu. Suốt muôn đời vỡ mãi yêu người thôi. Người ơi hãy quay về đi, dù em dối gian thật nhiều. Lòng anh suốt muôn đời vỡ mãi yêu người thôi. Dù là cái này nó không có nằm trong kịch bản. Bình thường live show đó là phải theo kịch bản, tại vì kịch bản đã được chuẩn bị trước rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay em xé rào luôn, xin lỗi anh Trần Vi Mỹ, xin lỗi anh Nhật Minh. Hai bài không có đã. Mọi người còn vỗ tay lớn vậy nè. Đúng không ạ? Em xé rào luôn, em vượt qua lệnh của đạo diễn luôn. Em hát thêm bài song ca nữa. Anh chọn bài đi, rồi anh xin nhanh ban nhạc luôn đi. Này không có trong kịch bản cho nên là giờ hên xui. Anh kêu hát bài nào em hát bài đó.
Vô cùng là cảm ơn những tràng pháo tay quý vị để dành cho những bài hát song ca của Thanh Thảo và Quang Dũng. Xin được hát tiếp theo, xin mời sau đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát được mang tên Cỏ Úa. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào sương. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền mưa, người em về nhà đó buồn hát buồn hiu. Ngõ đêm sờ buồn liêu, một chiều trên đồi ơi lòng thơ, có biết tương tư vàng úa. Mộng sẽ theo đàn bên người mơ, mới biết
xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ không biết nói gì hơn là Thanh Thảo xin cảm ơn dạ anh Mo, nhưng mà em hết được hát rồi. Bây giờ xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn tiếp theo của anh Quang Dũng, và xin được cảm ơn anh với tất cả những gì anh đã dành cho Thảo trong suốt những cái live show trước đây cũng như live show lần này. Anh đã hy sinh vì Thảo rất là nhiều và đã cho Thảo thêm nhiều cái tinh thần, thêm nhiều niềm hạnh phúc. Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, bài hát được mang tên Thuở Ấy Có Em. Anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi cười, niềm nét son tươi, yêu đôi tay ngàn lá má thơ, tóc xanh buông là lời nhớ em, nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em, anh chưa từng sợ, chưa lang thang ngoài đường phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bánh bơ. Hỡi em về đâu, cho đời này thương nhớ nhiều. Lời kia thiếu trao, có ai lòng, lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng xa, nên anh thường buồn. Hãy lang thang ngoài, đường phố không tên. Hãy ghi câu nhạc tình héo hớt. Em về đâu, cho đời này thương nhớ nhiều. Lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng xa, nên anh thường buồn. Hãy lang thang ngoài đường phố không tên. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt. Hỡi
em về đâu, cho đời này thương nhớ nhiều. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt. Hỡi em về đâu, cho đời này. Cho đời này thương nhớ Xin cảm ơn, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Và ngay tiếp theo sau đây, Quang Dũng xin được gửi đến quý vị. Đây là một bài hát tương đối là mới. Một người nhạc sĩ còn rất là trẻ, chứ anh chỉ mới có 23 tuổi thôi. Nhưng mà anh viết lên những bài hát. Anh đang là một hiện tượng ở trên mạng. Và những bài hát của nhạc sĩ vô cùng được nhiều mọi người xin cảm ơn, được mọi người yêu thích những cái bài hát của anh. Quang Dũng muốn giới thiệu đến đó là nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Và xin đến hôm nay là lần đầu tiên Quang Dũng hát bài hát này, xin được gửi đến chương trình một sáng tác của Hồ Tiến Đạt, bài hát đẹp mang tên Xin Lỗi. Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi ta quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mong bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người giao vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Sau đêm mùa xuân, có người mong bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nồng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại,
nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui. Cảm ơn, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay tiếp theo sau đây là một một bài hát rất là đặc biệt, là một sự kết hợp rất là mới và cũng lần đầu tiên có một sự kết hợp như thế này tại hải ngoại, tại Cali. Và xin mời quý vị cùng nghe hai bài hát Tình Khúc Chiều Mưa của Nguyễn Anh Chính. Và và Thương Nhau Ngày Mưa của Nguyễn Trung Cang. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát ngay này, ngay sau đây. Tình chết xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình cho trao về người thì dẫu lỡ làng rồi, người hỡi xin trọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mong ước mai sau. Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau. Chiều nay một mình chiếc bóng đêm côi, mưa rơi giọt buồn ra buốt tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ chẳng lại người xưa. Tình lớn nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu tình đầu. Lời cuối cho cuộc tình thì dẫu rồi, người hỡi xin trọn đời người yêu ơi. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm. Thương em ngày nào không ướt môi mềm. Quý vị bật like lên được không ạ? À? Please. Thương nhau thật nhiều. Bật like điện thoại lên ạ. Cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong. Mưa giọt buồn ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thân thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi.
mưa từng ngày thiết tha, mưa bàn hoàng xót xa. Còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Là loài niềm tin, sống không ngày mai. Dẫu quen không ai cần ai. Cứ vui, cho tròn đêm nay. Rồi cuộc vui ta, rồi cuộc vui ta, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm mù tối. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Hát chung quý vị ơi, quý vị cùng hát nhá. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại. Và niềm tin đã dâng về người. Cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Là loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai. Cứ vui cho tròn đêm nay. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại. Và niềm tin đã dâng về người. Cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
rất nhiều. We love you. Tìm một con đường, tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, để nhiều vấn là loài niềm tin sống hai ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho tròn đêm nay. Rồi cuộc vui ta, rồi cuộc vui ta, mọi người bước đi, mọi người bước đi, một mình tôi về, một mình tôi về, nhiều lần ước mi lạc loài niềm tin. Sống mấy hôm nay mai, sống quen mang đêm buồn vui, cho đôi bên đôi tâm hồn hay một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại. Trong năm chàng trai hot boy lần đầu tiên tham gia với Thanh Thảo thì anh cảm thấy như thế nào? Anh cũng thấy là vui, tại vì thực ra thì cũng biết Thảo lâu lắm rồi, nhưng mà mình Quỳnh cũng hơi bất ngờ là Thảo gọi mình Quỳnh, tại vì thứ nhất là anh em cùng tuy hát cùng là nghệ sĩ nhau nhưng mà khác loại nhạc. Dạ đúng đúng, em cũng rất ngạc nhiên. Thành thử nhưng mà thực ra thì Thanh Thảo có cái lý do của Thanh Thảo. Sau này thì mình thấy Thanh Thảo đã có một sự chuyển hướng là Thanh Thảo hát nhiều nhạc bolero mà theo phong cách trẻ. Thì mình thấy đó cũng là một cái sự đổi mới trong cái là âm nhạc. Thì đối với mình thì mình cũng sẽ lựa chọn một bài hát song ca với Thanh Thảo mà cũng vừa thôi chứ không phải mà quá trên nhau để cho nó có một cái sự kết hợp cho nó trẻ trung chút xíu. Mặc dù là mình thể loại của mình thì hơi khác biệt chút xíu.
coi xong live show của Thanh Thảo thì chị thấy như thế này. Hả? Dạ, mốt có đi coi nữa. Có là đi coi nữa đúng không? Từ đầu tới cuối đều hay hết. Vui á, ai cũng hát hay hết. Vũ đợi thì Vũ bắn súng. Đấy. Ai chơi thì lên app chơi chung nhé. Cái đầu rồi kìa. Những cái video đó, video ra ngoài nó giống. Khi Duyên tham gia live show của Thanh Thảo tại USA. Các bác Sơn cũng vậy đúng không? Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Sơn tham gia trong live show của ca sĩ Thanh Thảo tại Mỹ. Khách đông lắm nhưng mà lại không rung. Mà sau cái chương trình này rung từ ngày hôm qua đến nay. Mất ngủ đúng không? Mất ngủ luôn á. Em thì cũng thấy là hôm nay mình cũng hồi hộp dùng cho ca sĩ Thanh Thảo. Mình phải làm sao mà để làm tròn trách nhiệm, làm cho tức là một phần nhỏ bé của mình thôi. Đúng rồi. Phải làm sao góp phần thành công cho rồi. Cái chương trình đúng không? Leon rất là thích búp bê là hòa đồng. Lúc nào cũng cười, cũng anh em. Một ca sĩ Thanh Thảo thì một ca sĩ có lẽ là rất là dễ thương, thẳng tính và phải gọi là cá tính thì đúng hơn. Và để mà nói diễn tả về con người của Thanh Thảo thì trong một trang sách thì em sẽ viết ra là nhóc. Happy birthday to. Mẹ em thì nói giờ hâm mộ. Em hâm mộ từ hồi lúc nhỏ, chị Thanh Thảo nhỏ từ ở Việt Nam á. Âm thanh ánh sáng rồi nhạc rồi cái gì cũng rõ cũng hay hết. Nói chung là nguyên nhóm chị thích hết. Ai cũng thích hết đúng không? Ở lại chụp hình. Chào chú. Chào Minh Giang, lâu quá mới gặp nha. Tôi cũng lâu lắm gặp chú mà thấy chú trẻ. Tức là tôi chưa khen chú trước rồi. Chú cũng rất là bất ngờ, nhưng mà khi Thanh Thảo mà có lời mời chú đó, tôi rất trời ơi, một chút chương ca nhạc mà chú dạ, là hài. Mà nhạc chảy nữa chứ. Chú là hài, không lẽ nó cứ muốn chú làm gì. À, Thảo mới nói với chú là cái gì con trong cuộc đời nghệ thuật của con, ca nhạc của con và con rất là quý chú. Là trong một cái chương trình live show 25 năm của con muốn sự có mặt của chú. Rồi chừng đó chú nhận lời đi, rồi tính cái gì thì mình tính. Rồi cái rồi thôi thì con nói vậy thì chú phải nhận lời với con rồi. Lúc nào chú có ủng hộ những con cháu của mình. Thì xong rồi cái Thảo nói là chú ca với con, nói thôi đừng cho chú ca. Quý vị hãy chờ xem coi là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc sẽ còn vai diễn gì trong live show kỷ niệm 25 năm của ca sĩ Thanh Thảo quý vị nhé. Chờ xem nhé. Chào quý vị. Hai đứa này nó mua vé, nó nghe Thanh Thảo ISO Thanh Thảo là nó mua liền. Nguyên có cảm thấy ngạc nhiên không? Bởi vì thật ra là cái dòng nhạc của Nguyên là khác hẳn với Thảo. Khi Thảo mời thì Nguyên nghĩ như thế nào, rồi có cảm xúc như thế nào?
Thực sự thì Đăng Nguyên cũng đã biết Thanh Thảo rất là lâu và cũng có hát với Thanh Thảo chương trình là những hội rất là lớn. Thì thấy Thanh Thảo cũng có thể hát được những loại nhạc bolero như là bài Xót Xa lại hát remix. Thì khi mà biết Thanh Thảo hát có những chất giọng tình như là Đăng Nguyên với lại Thanh Thảo có thể kết hợp những cái bài như là tình đời. Cảm xúc của Đăng Nguyên bây giờ thì đứng kế người đẹp rất là run. Người đẹp này chưa lắm đâu, còn người đẹp Thanh Thảo đó còn run hơn nữa đó. Vậy là phải bình tĩnh. Thảo rất là hoàn tráng, rất là may mắn được tất cả những ca sĩ nam có chỉ có một yes, hot boy và hot nhất bây giờ. Nên vì Thanh Thảo sẽ chỉ là một mình là công chúa thôi. Công chúa, đúng rồi. Đăng Nguyên xin chúc cho Thanh Thảo được mỗi năm có những chương trình live show hoành tráng như vậy. Thực sự Đăng Nguyên rất là vui, rất là may mắn được có mặt trong chương trình này. Thảo lấy chỗ bài này vậy? Thảo chọn, rồi vô luôn. Cánh diều mưa. Bài Cánh diều mưa là của ai vậy nè? Đăng Nguyên hát á. Ờ vậy hả? Bữa Leon coi cái phim đó rồi. Đăng Nguyên sexy lắm. Thank you anh. Đó, quý vị phải coi cái bài Cánh diều mưa của Đăng Nguyên nha. Đoạt 3 giải liên hoan phim quốc tế. Sứ âm đô mà vì Thanh Thảo, vì Hot Boys. Âm thanh này kia, hình ảnh hay, với lại đầu tư cái quần áo rất là đẹp. Rất là thân đối với Thảo, cho nên khi mà người bạn của mình có một cái kỷ niệm 25 năm mà nó ý nghĩa như thế, làm cho Vũ rất là hồi hộp. Vũ hy vọng là Thảo sẽ thật là khỏe, hát thật hay, diễn thật tốt và thăng hoa được trên sân khấu để kỷ niệm cái 25, một cái chặng đường mà rất ít ca sĩ có cơ hội để làm. Những cái show của Thảo lúc nào cũng có Vũ hết, cho nên là Vũ rất là trân trọng và rất là yêu quý cái điều đó. Cảm ơn Thảo nhiều lắm. Cái lần này đặc biệt hơn mọi khi là tại vì đây là lần đầu tiên mà làm ở tại nước ngoài. Và để mà làm một cái show nước ngoài, mọi người biết là nó khó hơn ở Việt Nam mình rất nhiều. Tại vì nhân công rồi cái kinh phí, tất cả mọi thứ nó khó hơn rất rất nhiều. Nhưng mà Thảo lại làm được điều đó, cho nên là Vũ cảm thấy rất tự hào về người bạn này của mình. Vũ còn hồi hộp nữa là tại vì đây là lần đầu tiên Vũ hát song ca với Thảo một cái bài mới hoàn toàn luôn. Mà đáng lẽ là mình sẽ hát một bài khác, nhưng mà last minute thì Thảo lại muốn đổi thành một cái bài khác nữa, cho nên là bây giờ phải cứ học lời bài hát mà cũng hơi lo tí. Nữa, 35 năm nữa, 45 năm nữa, bất kỳ lúc nào Thảo cần cái tin,
chính xác và cảm ơn Thảo. Nhạc sĩ nè, ca sĩ nè, Hoài Phương à, chắc cũng không có xa lạ gì với quý vị đâu. Anh rất là vui là được tham gia trong cái chương trình đánh dấu một cái bước đường dài như thế của ca sĩ gắn liền với tên tuổi của Thanh Thảo mà khi mà nhạc sĩ Đức Trí viết cho Thanh Thảo hai cái ca khúc này, cho nên là mình rất là vui. Tại vì đây nó thực ra nó không phải là chỉ là một cái sự kết hợp giữa một cái ca sĩ mà đặc biệt là Thanh Thảo nói rằng là tại vì là cái hai cái ca khúc này gắn liền với Thanh Thảo không phải là chỉ là một cái hai bài hát mà nó là cái sự gắn liền giữa Thanh Thảo với nhạc sĩ Đức Trí. Và Đức Trí thì lần này là đây là cũng là một nhạc sĩ và kết hợp với cả Thanh Thảo. Vậy là em hiểu rồi, có nghĩa là anh là đóng vai nhạc sĩ Đức Trí. Chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đặc biệt trong cái chương trình này ấy, thì Thanh Thảo không chỉ là một người ca sĩ mà là thực ra có thể gọi là một cái người mang bao nhiêu gánh nặng trên vai Thanh Thảo, là tại vì cô phải lo hết mọi phần. Và bây giờ Thảo tiến lên trên sân khấu là bây giờ chị dốc hết tất cả tâm hồn của mình vào những cái câu ca hát, và tất cả anh em ca nhạc sĩ đều là cũng làm như vậy, và mong rằng là sẽ đem đến cho quý khán giả một cái chương trình thật là tuyệt vời. Công ty Music Boss của ca sĩ Thanh Thảo và cũng đã từng tham gia lần thứ 2, thứ 3 live show của Thanh Thảo. Nói chung là Thảo là người rất là phấn đấu, những gì mà cậu muốn là cậu sẽ có được. Tại vì trong cái sự nghiệp của cậu là chị đã biết rồi là rất là thành công. Nên vì cái lý do mà cậu phấn đấu mà cậu có cái mạnh mẽ đó, bởi vậy người ta cứ nói là Thảo giống là man vậy đó, ai cũng nói là anh chứ không phải là chị, đúng không? Nhưng mà thật sự là cậu rất là mạnh mẽ, cậu muốn cái gì là cậu làm được cái đó. Hy vọng quý vị thích và yêu mến Thanh Thảo giống Justin đã yêu mến Thanh Thảo từ đó đến giờ. Và enjoy cái live show nha. Và chúc Thảo live show thật là thành công và đặc biệt. Và nói chung là tương lai hy vọng sẽ có thêm 26 năm đến 30 năm đến 50 năm. Bé ăn, đồ ăn, bé ăn thôi. Rồi lại nha, lại liền luôn. Yêu Thanh Thảo bởi vì đến với chương trình dù là ở Việt Nam hay là ở Mỹ thì khán giả lúc nào cũng nhiệt tình và rất là ủng hộ cho Thảo. Họ đã dõi theo con đường của Thảo trên 20 năm rồi. Tất cả những cái sự cố gắng nỗ lực của Thảo gọi là hết
hết mình. Trường thấy rằng rất là to lớn, và chính cái sự nỗ lực đó tạo ra một hình ảnh của búp bê Thanh Thảo ngày hôm nay, và khán giả cũng thấy điều đó và công nhận cái điều đó, và đã chấp nhận một Thanh Thảo búp bê mọi người đã yêu thương và đến với hai chương trình rất là đặc biệt. Nói chung rằng ở hai đêm diễn, khán giả đều cháy hết mình với những đêm nhạc của Thảo, với những ca khúc của Thảo. Và chị tin rằng với cái sự nỗ lực này, với cái sự cố gắng thể hiện những cái chương trình hoành tráng to lớn như thế này, đặc biệt như thế này, chắc chắn rằng khán giả sẽ còn yêu thương, yêu mến Thảo và tiếp tục đồng hành với Thảo trong đoạn đường rất là dài về sau này. Rồi thấy Thảo khát nước là mình đang hát, mình phải rót nước em tới cho Thảo uống. Rồi thấy lạnh lấy khăn quấn cổ cho Thảo. Nói chung là mình phục vụ hết mình luôn, hết dù từng răng luôn. Nhưng mà đó là cái sự lo lắng và yêu thương của đồng nghiệp dành cho nhau. Mỗi lần tham gia thế này, Trường thấy là tình cảm của Trường càng ngày càng gắn kết nhiều hơn. Anh và hy vọng là anh sẽ luôn luôn yêu thương Thanh Thảo. Yêu hơn là chắc chắn điều là Trường sẽ luôn luôn yêu thương Thanh Thảo, và hy vọng là Thanh Thảo cũng sẽ yêu thương như thế. Cảm ơn anh. Tự nhiên hai bà MC mặc đồ búp bê luôn vậy đó. Thưa quý vị, một người anh, một người bạn, một người tri kỷ, một người rất là thân với ca sĩ Thanh Thảo. Mỗi lần nhắc đến Thanh Thảo là phải có anh Văn Dũng. Có thể nói là Thanh Thảo là người ca sĩ mà tổ chức rất là nhiều những live show trong suốt thời gian ca hát trong suốt thời gian 25 năm. Và hôm nay, từ những cái bài hát mở đầu chương trình cho đến giây phút này, qua mỗi tiết mục đã có được những tình cảm của khán giả dành cho Thanh Thảo. Những tràng pháo tay qua mỗi tiết mục, điều đó đã thấy được sự yêu mến của khán giả khắp nơi dành cho Thanh Thảo. Và xin được gửi lời chúc không những 25 năm mà những năm tháng tiếp theo Thanh Thảo luôn luôn có được sự yêu thương từ các khán giả. Cũng sẽ được mở đầu với cái tên là Tình Ca Đường Đi Biển của nhạc sĩ Cường Hải, với tiếng hát của một anh. Đó là anh đã sáng tác một ca khúc viết dành riêng cho Thanh Thảo, Đón Đi Đón Giày, để mà khi ca khúc này vừa ra đời. Thì có hai người bạn rất là thân thiết với Thảo, một là anh Văn Dũng thì quý vị cũng thấy tại đó, nhưng còn người nữa mà Quỳnh Giang muốn giới thiệu đến quý vị đó là ca sĩ Đăng Trường. Có mặt tham gia live show kỷ niệm 25 năm ca hát, mà đặc biệt nhất đó là tại Hoa Kỳ. Một cái live show mà Đăng Trường nghĩ là không thể nào thực hiện được. Nhưng mà Thanh Thảo ngày hôm nay là quá vô cùng hạnh phúc với sự yêu thương của khán giả, và đặc biệt nhất là các ca sĩ đã từng gắn bó với Thanh Thảo. Hình như là các ca sĩ Việt Nam của mình chưa có ai tổ chức buổi live show ở trên nước Mỹ đúng không? Đúng rồi. Chiều nay là 3-4 giờ diễn mà 7-8 giờ Thảo đã có mặt. Thảo đã ước Thảo kiểm tra từng tiết mục để mà hoàn thành và đem lại những cái gì hay nhất cho khán giả tại Hoa Kỳ. Nên là Thanh Thảo lúc nào cũng là từng tiết mục lôi cuốn khán giả để đến giây phút cuối cùng luôn, tập song ca, tam ca, tứ ca, để có những tiết mục thật hay gửi tới khán giả. Chúc mừng live show Thanh Thảo 25 năm kỷ niệm thật là thành công.